Những năm trước đây, tuyến đường Nguyễn Sơn là một trong những rốn lũ của thành phố Vinh. Mỗi khi mưa lớn, nước từ khu vực trung tâm thành phố đổ về mương thoát nước số 2 chạy qua địa bàn với lưu lượng lớn. Cộng với địa hình trũng thấp nên địa bàn này thường ngập úng kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Để giải quyết tình trạng này, thành phố Vinh đã đầu tư xây dựng thêm hệ thống mương thoát nước chạy song song với mương tiêu số 2. Với chức năng thu gom nước mặt, hệ thống mương này đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Cái lượng nước nó chảy cũng thoát rất là nhanh. Nếu mà ngập chỉ năm khoảng 10 phân trở lại thôi. Thời gian trong vài tiếng thôi. Mương thoát nước đường Nguyễn Sơn là một trong hàng loạt các dự án tiêu úng được triển khai trong thời gian qua. Bên cạnh nguồn vốn đầu tư công, thành phố đã tranh thủ dự án từ các sở ngành liên quan để xây dựng công trình chống ngập. Đây là tuyến mương thoát nước mưa có chiều dài trên 1 km chạy dọc chân núi Quyết. Công trình nằm trong dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp thoát nước, hỗ trợ phòng chống thiên tai núi Dũng Quyết do Ban Quản lý Dự án Hiện đại hóa ngành nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Dự án này đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết vấn đề ngập úng tại nhiều khối dân cư khu vực xung quanh núi Quyết. Thì xuất phát vào nhu cầu đề xuất của phường Đông Đô và thành phố Vinh, thì hiện nay là đã có một cái mương đã được xây dựng rồi. Tuy nhiên là hiện nay nó là xuống cấp rất nhiều và mấy năm gần đây là do thay đổi thời tiết nên là cái hiện tượng sạt lở với khi mà không thoát nước là gây ngập úng và sạt lở ảnh hưởng đến nhân dân. Ban cũng đang tiếp tục là giám sát chỉ đạo nhà thầu là thi công đảm bảo chất lượng mỹ thuật và để mà đảm bảo được cái mục tiêu của dự án đề ra. Mới đây, thành phố đã được Ngân hàng Thế giới chấp thuận vốn vay cho dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu với mức đầu tư trên 190 triệu đô la Mỹ. Dự án sẽ được triển khai vào quý 4 năm 2023. Theo đánh giá, với hàng loạt dự án được triển khai, về cơ bản, bài toán ngập úng đô thị ở thành phố Vinh đã tìm được lời giải. Tuy vậy, nguy cơ ngập úng đô thị vẫn hiện hữu khi một số điểm ngập úng cũ chưa được giải quyết dứt điểm. Ngày càng nhiều khu đô thị mới mọc lên, nhiều ao hồ tự nhiên tiếp tục bị sạt lấp. Nguy cơ ngập úng mỗi khi mưa lớn vẫn hiện hữu, đòi hỏi cần có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Thành phố là thuê cái đơn vị tư vấn là để là tiến hành là đánh giá cái thực trạng về cái tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố, ra soát đánh giá lại cái hệ thống trạm bơm rồi là các cái mương tiêu, đầu tư là các cái mương chủ lực, từng bước chống ngập úng ở các cái xã là ven đô của thành phố là có hiệu quả nhất. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, tình trạng ngập úng đang là trở ngại cho sự phát triển của các đô thị. Việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng đảm bảo yêu cầu phòng chống thiên tai, nhất là tiêu chuẩn tiêu thoát nước, phòng chống ngập lụt ở các đô thị là rất quan trọng. Cùng với đó, cần nâng cao ý thức phòng chống ngập úng và khả năng ứng phó biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư. Những thách thức trong phòng chống ngập úng đô thị, các giải pháp của thành phố Vinh để giải quyết tình trạng này, nội dung sẽ được đề cập trong chương trình Nhịp sống đô thị phát sóng vào 20 giờ 15 phút tối nay trên sóng NTV. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.